Đây đây, làm sao? Tao nãy rồi. Đấy đây, cục sáu. Mà thằng này mở cục sáu, mày không hiểu à? Mày hiểu không? Đưa. Mọi người này. Mày có hiểu bên cái câu Má nói mày, tớ nghe vô gấp sáo. đưa cục sáu, Tớ nghe vô gấp sáo. đưa cục sáu Đưa đây, đây liền. đưa đây liền. Không hiểu nó nghe cái gì mà nó ra cái kiểu mà Đâu dư cốc sáu được. khách không bà ơi? Cảm ơn Phong Ừ. nhỉ? Đưa đây. Phong ơi, mày nghe nhá, mày Tôi nghe tao, nghe chứ. mày nghe tao nói kỹ này. Dư cốc sáu và thằng này nhặt cốc sáu, mở cốc sáu. Ờ, à, đúng không? Rõ ràng không? Baby, said you like it when you're acting better off alone. You more now, come and make me feel like I'm at home. When you lay by my side in the middle of July, took you by surprise. We were dancing all night, shivers down your spine when I whispered by your neck. Told you some things that I've always held back. Bạn lấy xu không? Mình đấu, tao lấy, mình đấu xu để mua rồi bạn ạ. À. Tao lấy, không lấy, tao lấy, tao lấy. À thôi, thôi, thôi. Mày nói với tao dỗi luôn, tao không lấy nữa. Ba sáu xu rồi, dỗi. Người này. Tôi có đủ một cái câu sáu của tôi thôi. Người, 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 người. Đâu, đâu? Trong cá hồi, ăn hết nửa bát. Phong ơi, mày cất con chó đi cái. Vướng vai. Mèo, mèo. Hay đấy. Đằng này con cầm con nấu canh, xong rồi con trộn với lại cơm cho nó ăn thôi, chứ con không nấu cháo. Tôi xin năm xu nào. Dư xu không? Mark the location. Không, không, hết rồi, còn 20 xu. Lột má đéo gạt được rồi. Gạt được rồi. Nó sao bạn ơi? Mark the location. Cho cái cho gạo vào cái nồi nấu cháo này, xong nấu nhão hơn một hơn 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 người lớn ăn, rồi trộn với canh nấu ở ngoài ăn hết sạch. Cẩn thận có thằng ở trên nhà thờ nhá. Gì nhỉ? Nó không ăn cơm ý.